Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ. Và dạo gần đây thì Ngọc Hoa nhận được rất nhiều cuộc gọi của khách hàng bên gọi tới Corashop 24 giờ. Đấy là tôi bị ung thư, thì liệu tôi có thể sử dụng sản phẩm cao hồng sợi 365 được không? Và đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta các bạn nhé. Đây là hộp hồng sợi 365. Trong mỗi một hộp cao hồng sợi này, cùng có hai lọ. Các bạn có thể nhìn thấy. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ trả lời câu hỏi dành cho khách hàng. Hay cũng của Ngọc Hoa cũng như là các mối bận tâm của chính bác đối với việc là cao hồng sâm có thể sử dụng các bệnh nhân ung thư được không? Vâng, trải qua một quá trình kinh nghiệm để chuyển cái củ hồng sâm thành dạng cao thì các thành phần gensisodai ở trong cao hồng sâm đã được tăng sinh và sản sinh ra rất nhiều. Ngoài ra thì khi mà được tôi luyện trong ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian dài thì một số các thành phần ở trong nhân sâm đã bị phân hủy, ảnh hưởng tới quá trình lão hóa cũng như sản sinh ra các chất chống ung thư. Và các thành phần đó là gì? Vâng, đó là các thành phần saponin RG3 giúp làm tăng khả năng hạn chế quá trình chuyển giao ung thư. Thành phần saponin RH1 giúp làm hạn chế khối u và ngăn chặn gắn kết tiểu cầu máu. Thành phần saponin RH2 giúp ức chế các tế bào ung thư và hạn chế khối u phát triển. Vâng, chính vì nhờ những thành phần đó mà cao hồng sâm giúp hạn chế cái sự phát triển của cái tế bào ung thư, giúp hỗ trợ điều trị ung thư và giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Bởi khi các bạn sử dụng cao hồng sâm 365, nó còn giúp tăng cường chức năng giải độc cho gan, nên là giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn đối với những người xạ trị và hóa trị. Tồn dư hóa chất vẫn còn trong người. Khi mà lá gan của bạn yếu đi thì nó không thể giải độc được máu ở trong gan. Chính vì vậy khi các bạn sử dụng cao hồng sâm 365, chức năng gan của các bạn được cải thiện hơn, dẫn đến các độc tố trong cơ thể cũng giảm thiểu tối đa. Chính vì vậy nên Hoa có thể nói rằng cao hồng sâm 365 là một sản phẩm có thể hỗ trợ cho các bạn điều trị bệnh ung thư cũng như là bồi bổ cơ thể dành cho những người bị ung thư. Vâng. Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website Corashop 24 giờ. Các bạn có thể liên hệ theo chúng tôi qua số hotline 0979 149 256 hoặc là ấn vào phần chat online ở website. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe chi tiết cụ thể về sản phẩm cao hồng sâm 365 hoặc bất cứ một sản phẩm nào để cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.